ở trước nói với chúng ta. Nên biết niệm niệm bất khả đắc, đây chính là trí tuệ. Được mấy người biết niệm niệm bất khả đắc, đây là gì? Đây là thật tướng các pháp, đích thực là như vậy. Nhưng biết niệm niệm bất khả đắc, còn có thể hệ niệm tương tục không gián đoạn, chính là niệm câu Phật hiệu này, câu này nói câu kia không gián đoạn. Đây là công đức. Chứ vị thử nghĩ xem công đức là gì? Vì sao Ngài nói là công đức? Biết niệm niệm bất khả đắc là trí tuệ. Dùng trí tuệ làm việc đều là công đức. Nếu chấp tướng thì sao? Trước tướng chính là phước đức. Công đức và phước đức sai khác ở điểm này. Không biết niệm niệm bất khả đắc mà tịnh niệm tương tục, câu Phật hiệu không gián đoạn, đây là phước đức. Biết niệm niệm bất khả đắc biến thành công đức, phước đức biến thành công đức. Khác nhau ở điểm này. Chúng ta có biết chăng? Hình như biết, lại hình như không biết. Vì nghe kinh nhiều, nói đến cũng có một chút ấn tượng. Đặc biệt là đối thoại của Đức Phật và Bồ Tát Di Lặc. Thế Tôn hỏi Di Lặc: tâm có mấy niệm? Đây là nói phàm phu. Trong tâm phàm phu khởi ý niệm, trong một niệm này có mấy niệm? Như vậy mới biết ý niệm này rất thô. Trong ý niệm này có bao nhiêu ý niệm di tế? Có mấy tướng? Có mấy thức? Quý vị xem, trong ý niệm này quá phức tạp. Bồ Tát Di Lặc đáp: thật ra Phật và Bồ Tát người hỏi người đáp là để chúng ta nghe, là để chúng ta học tập. Bồ Tát Di Lặc đáp rằng: một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Một khẩy móng tay, thời gian một khẩy móng tay quá ngắn. 32 ức trăm ngàn niệm, đơn vị của nó là trăm ngàn. 10 lần ngàn là một vạn, 100 ngàn là 10 vạn. Cũng chính là nói 32 ức nhân 10 vạn. Có được một đáp án là 320 triệu. Quý vị xem, một khẩy móng tay có 320 triệu. Rất nhiều ý niệm. Niệm niệm thành hình. Thành hình chính là tướng mà Đức Như Lai hỏi. Có mấy tướng? Mỗi ý niệm đều có tướng. Tướng là hiện tượng vật chất. Có mấy thức? Thức là thọ tưởng hành thức, là hiện tượng tinh thần, gọi là niệm niệm thành hình. Hình đều có thức. Đây là Bồ Tát Di Lặc nói. Trong mỗi hiện tượng đều có thọ tưởng hành thức. Quý vị nên biết, một khẩy móng tay có một phần trên 320 triệu. Bây giờ chúng ta quen dùng dây. Một dây chúng ta khẩy được mấy lần? Tôi có thể khẩy được 4 lần. Tôi tin có người khẩy nhanh hơn tôi. Người trẻ tuổi sức mạnh, nếu họ khẩy được 5 lần, 5 nhân 320 là 1.600 triệu. Một giây,
Một giây có 1.600 triệu ý niệm, có rất nhiều ý niệm. Mỗi ý niệm đều đầy đủ ngũ uẩn, chính là sắc thọ tưởng hành thức. Vật chất là sắc, thọ tưởng hành thức là tinh thần, nên tinh thần và vật chất không thể tách rời nhau. Quý vị xem, trong một ý niệm di tế như vậy có đầy đủ thọ tưởng hành thức. Như vậy chúng ta mới hiểu được trong tâm kinh nói Bồ Tát Quán Thế Âm chiếu kiến ngũ uẩn đều là không. Chiếu kiến như thế nào mà ngũ uẩn đều là không? Chính là một giây. Chúng ta nói là một giây trên 1.600 triệu, ý niệm đó là ngũ uẩn giai không. Đây là gì? Đây là cơ bản nhất của vật chất và tinh thần. Tất cả các pháp đều từ đây biến hiện ra. Trong kinh Bát Nhã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không có pháp nào là thật. Quý vị biết niệm niệm này bất khả đắc, đây là trí tuệ. Vì sao vậy? Niệm niệm bất khả đắc, tâm quý vị sẽ buông bỏ, không khởi bất kỳ một ý niệm nào. Ông Viên Liễu phàm được tướng số đoán chắc, xem không sai chút nào, nên ông không có vọng tưởng. Vì sao vậy? Nghĩ cũng vô dụng, hà tất phải nghĩ. Có thể ngồi 3 ngày 3 đêm trong thiền đường với thiền sư Dân Cốc, không khởi một ý niệm. Thiền sư Dân Cốc khâm phục ông ta, một người có thể không khởi ý niệm nào trong suốt 3 ngày 3 đêm, không khởi ý niệm nào quả là không đơn giản. Đây là định công khá sâu, liền thỉnh giáo ông. Ông tu như thế nào? Ông nói, tôi không có công phu, Khổng tiên sinh đoán chắc số mạng tôi, nên có nghĩ cũng không ít lợi gì, nên tha rằng đừng nghĩ. Thiền sư Dân Cốc nghe xong cười lớn, tôi cứ nghĩ ông là thánh nhân, thì ra ông vẫn là một kẻ phàm phu. Phàm phu này là gì? Gọi là vô tưởng định. Công phu của Viên Liễu phàm chính là vô tưởng định, không nghĩ gì cả, không biết gì cả, vô minh. Nếu là thiền thật sự không như vậy, không nghĩ gì cả, nhưng hỏi họ đều bị khịt. Vì sao vậy? Trí tuệ của họ đã hiện tiền. Đây chính là điểm không tương đồng.